Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, phó trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, trong 3 năm, từ năm 2021 tới 2023, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực sự trở thành điểm nhấn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Cuộc thi năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn so với 2 năm trước, cơ cấu giải thưởng tăng lên về số lượng, giá trị giải thưởng, số lượng tác phẩm tham gia dự thi là 4.924, nhiều gấp hơn 4 lần năm 2022 và gấp 1,5 lần năm 2023. Tại buổi lễ, 106 tác phẩm xuất sắc ở các thể loại như tạp chí, thể loại báo, thể loại truyền hình, thể loại phát thanh, thể loại video clip đã được trao giải. Đài Tiếng Nói Việt Nam được trao giải nhất cho thể loại phát thanh với tác phẩm Đảng vì dân, dân tin Đảng. Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lê Thị Tuyết, Nghiêm Xuân Hùng, Nguyễn Đình Hiếu, Uông Thị Thu Huyền, Hà Thị Thu Thảo, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ban tổ chức cuộc thi cũng đã khen thưởng 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc thi.